Anh chị các bạn vừa mới xem hai clip em quay ở vườn Mai Hưng Thịnh. Đây là khu vực mà toàn bộ là được che bằng hệ thống lưới lan, rất là đẹp nha anh chị. Kéo ra che mưa che nắng ha. Thì vừa rồi cái clip anh chị xem tình hình những cây mai ở vườn Mai Hưng Thịnh, rồi những cái thuốc mà đặc trị nhện đỏ và cái hiệu quả rõ ràng của nó ở trên cây mai trong vườn Mai Hưng Thịnh. Thì trong cái clip này em lại muốn tìm hiểu về cái cách làm đúc nụ ở vườn Mai Hưng Thịnh để cho anh chị các bạn mình cùng tham khảo ha. Và em cũng là học hỏi luôn ha anh chị. Như những cái clip trước em có qua vườn mai anh út đực đó anh chị, thì thời điểm này thì ảnh đã ngắt hết đọt anh chị, ngắt hết đọt để mục đích là coi như là làm nút ha, cho nút nó tập trung sức cây nó nuôi nút ha anh chị. Lại cây nào anh cũng ngắt hết, Thủ Đức là anh phải ngắt rồi, ở Siêu Bông Sài Gòn là anh cũng ngắt luôn. Nhưng mà hiện tại là ở vườn mai Phương Bình, là anh chị thấy em cũng có quay cho anh chị cùng xem ha, là ở vườn ảnh là bây giờ không có ngắt. Ảnh để thêm một cơi đọt nữa ảnh mới chặn lại. Thì như vậy thì ở vườn mai Nút thì cũng có chăm cái Siêu Bông Sài Gòn của anh Phương, mà ảnh ngắt hết, ảnh chặn hết. Còn anh Phương này lại để ra cho nó cái tàn cho nó lớn. Vậy thì cái phương pháp nào là phương pháp an toàn, phương pháp đúng nhất? Thì ở vườn Mai Hưng Thịnh mình cùng sẽ tham khảo thêm một cái cách làm nút nữa nha. Anh Lộc thấy sao về cái vấn đề này ha anh Lộc? Tại sao mà nút mà ảnh ngắt hết mà anh Phương ảnh vẫn để cơ đọt, mới vậy nên cái mai nó sẽ yếu không? Không, cái này nói chung là chào tất cả mọi người chứ nha. Thì dạ, nói chung mỗi vườn mỗi kinh nghiệm chăm sóc mà cũng không biết được, tại nhiều khi đi cái phân nó khác, người ta chăm sóc cái kiểu khác, người ta đi phân khác. Còn cái chỗ anh Phương nhiều khi anh muốn lấy một cái cơi ra nữa cho cái cây nó kín tàn hay gì đó, thì tùy theo cái nhu cầu của người chăm thôi. Mỗi vườn mỗi kinh nghiệm mà, thì cái nút nó càng già thì nó càng nở cái bông chất lượng, nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm là nó bị dễ bị nở á. Thì cái nào nó cũng có ưu nhược điểm hết, quan trọng thì mình chọn cái cách làm nào thôi. Còn đó là bây giờ mà ngắt sớm là nó nút nó dễ dồn. nó dồn lên là nó dễ dồn. Có thể là bị nở nếu mà không biết chăm sóc thì nó sẽ bị dồn, nó nhanh phù cái hộp nút bự lên à. Còn anh Phương thì dụ chỗ nút thì anh muốn nó nhanh dồn hột nút nó già. Còn anh Phương thì anh nhiều khi anh thích cái tàn nó ra thêm một cơ nữa cho nó kín hoặc nó to hơn gì đó, thì tùy nhu cầu. Chỉ như là kinh nghiệm mỗi vườn mỗi kiểu à. Còn ở vườn anh thì anh làm như thế nào anh Lộc? Ở đây hả? Ở đây thì nói chung vừa ngắt mà vừa không ngắt. Vừa ngắt vừa không ngắt luôn. Tùy theo cái cây nữa, nói chung cũng khó nói lắm, tùy theo cái đọt nữa. Nói chung mình chờ. Tùy theo là cụ thể nó là tùy theo như thế nào anh? Cái đọt đây, ví dụ đây là cái đọt nè. Rồi. Không, cái đọt đây ví dụ mình muốn lấy mình tham đi, nói chung là mình tham mình lấy nút thêm. Đó, ví dụ giờ mình ngắt đây cũng được nè. Đây. Đây là cái nút kim nè, đây nút kim đúng không? Rồi. Đó, đây nó còn cái vỏ chấu phía ngoài nữa, mình muốn lấy thêm nút nữa thì mình ngắt đây. Còn mình muốn để cho nó ra tự nhiên, nó dồn từ từ thì để không ngắt. Cái lá này nó đang còn ra nữa nè. Đúng rồi, nó còn ra nữa đó. Mà anh chị thấy cái còn viết ở giữa nè, nó còn nè. Với lại mình phải nhìn ở trong nữa nè. Ví dụ ở trong nè, như nhánh này là cần ngắt nè. Ở trong nút kim không nè. Nút nó nhỏ nè. À. Đó. Ở đây trên đây thì mình cũng chia sẻ theo kinh nghiệm với cách làm của vườn thôi, chứ còn mỗi người mỗi kinh nghiệm mà. Đó, ví dụ nút kim nó còn nhỏ thì mình ngắt. Còn cái nút mà nó bự quá thì thôi đừng ngắt. Ngắt cái nó dồn lại cái nút bự, cái bắt đầu nó xì nó nở luôn. Vậy là theo anh là mình ngắt là tùy cây ha. Đúng rồi, tùy. Tùy cái nhánh. Tùy cái nhánh chứ không có tùy cây luôn nữa, tùy theo nhánh luôn nữa. Nếu vậy thì em nghĩ cái cách của anh là cũng là một cái cách để
mình giảm thiểu được cái hiện cái tình trạng mà trong một cái cây thì anh chị thấy đa số là sẽ có một số nhánh nhỏ mà một số nhánh cái nút to, một số nhánh cái nút nhỏ, thì cái cách của anh em nghĩ là cũng sẽ giảm hiện tượng đó phải không ta? Giống nút nhỏ thì mình chặn lại hả? Thì nói chung tùy mỗi vườn làm mỗi kinh nghiệm mà, thì đây thì như mình chia sẻ ví dụ những cái đầu nút mà nó to quá đi, ví dụ như vậy đi thì nó lên to quá rồi, thì nếu mà dụ lỡ nó có cái đọt nó chạy á thì mình cũng chưa ngắt luôn, mình để từ từ mới ngắt. Thì nhiều khi mình ngắt cái nó dồn nhựa vô, nó nở những cái bông ở trong. Còn phía trong mà cái nụ kim nó nhỏ thì mình cứ ngắt thoải mái, ngắt là không có sợ. Cái như cái nhánh này là nụ kim nè, ở trong là ngắt thoải mái nè. À ông mai có xuống vườn mai Lộc Tài mua giùm ông cậu cây mai giống đi. Ai cây mai giống về ông ghép cái cây con ốc cùng với ấy. Chưa biết nha, đang quay clip. để ra tí xíu mình gọi lại nha, Nốt ơi. Ừ, anh Nốt hả? À Nốt nè. Alo. Alo, kết thúc luôn rồi. Nhiều khi mỗi vườn mình mà chăm sóc mỗi kiểu cũng không có nói nó cụ thể chi tiết được. Đó, nhiều vườn của anh là của anh Lộc là cái nút ở bên trong là nó nhỏ là anh ngắt. Đúng rồi, nhánh nào nút trong nhỏ thì có mình ngắt thoải mái, nhưng mà nút nó bự là không dám ngắt. Nhưng mà anh có định để thêm cho nó ra tàn nữa không? Cái đợt phân đi đợt trước á, là nó sẽ xì cái cơ nhẹ, nó sẽ xì với là còn mưa mà nó bắt buộc nó phải xì hình như em thấy cái cây bên này là nó xì nhiều nào phải không? Đúng rồi, thì nó còn mưa nó còn xì. Như cây này thì bữa hôm bấm chặn thì muốn lấy cái cơ nữa, bây giờ nó để cho nó xì thoải mái. Cây này hiện tại là cái tàn nó nhỏ hơn cái cây bên ở phía bên kia chút phải không? Đúng rồi, cái tàn nó còn hơi nhỏ, nó chưa có tương xứng với cái gốc nó bự quá. Tàn này hiện tại nó tầm khoảng được 1m8 à, là hết cỡ rồi. Nè anh chị. Tàn cỡ hết 1m8 à. Cỡ 1m8. Mà thấy alo. Em đang quay clip anh Sơn ơi. Chút xíu nữa em gọi lại nha. Dạ. Anh Sơn. Đây, gà quá trời rồi anh chị, gà đất non. Cây này là vậy là mấy cây kia là anh ngắt cũng thường xuyên lắm, với cây này thấy ra quá trời luôn anh. Không, mấy cây cũng không ngắt, hôm nay chưa có ngắt, không có ngắt luôn á. Cây này ra nhiều nhất trong cái vườn anh luôn phải á. Đúng rồi, tại vì cây này đi cử phân khác, bữa hổm là nó tàn nó hơi yếu rồi đi cái cử phân khác đi đạm cao. Cây này đẩy ra. Cây này anh đi đạm cao. Anh chị muốn lấy ra đạm cao vậy nó dễ bị xì không? Còn non xèo mà, nút nó còn non đâu xì được. Khi nào nút nó già mình đi đạm cao nó mới xì chứ. Mà mình mới sợ đúng không? Đúng rồi. Còn cái này cây này nút nó đang non nè anh chị ha, nút non. Đó là theo ảnh là ảnh xử lý là ảnh đi đạm nhiều. Nên là anh chị thấy tổng thể cái cây là nó chạy đọt quá trời anh chị thấy không? Đó, tổng thể cái cây nè. Em đi vòng cho anh chị xem thử nè, đó, đọt non nè, xì quá trời xì luôn anh chị ơi. Đó. Xì đều xung quanh luôn ha. Lọt non đầy luôn ha. Rồi vậy là cái cây này anh đợi cho nó già cái nữa là anh mới bắt đầu thêm đợt nữa không, hay là anh ngưng luôn cái đạm cao này rồi? Không thì tháng sau là quay lại là đi 15 năm 25 hết. Vô cái cử sau là toàn bộ đi lại 15 năm 25 hết luôn, không có đi khác nữa. Tại vì nhiều khi mình đi đạm cao quá về cuối thì nhiều khi làm bông lên không kịp, rồi cái nút nó non nó nở, chất lượng bông nó cũng không đạt. Rồi coi như cây này là tầm tháng nữa là anh đi một đợt 15 năm 25 nữa ha. Thì giờ nó trong toàn bộ vườn thì còn một cử nữa đó. Một cử nữa thằng này cũng phải đi 15 năm 25 hết luôn. Toàn bộ đi 15 năm 25 đó. Vậy thằng này tháng nữa ra chắc được 10 xăng đúng không anh? Không. Thấy vậy chứ nó xì cái cơ ra không có nhiều đâu. Ví dụ có những nhánh mà nó khuyết, nó chỗ mà nó trống nè, thì những nhánh này mình không có vô thì nó sẽ đẩy cơ mạnh thôi. Còn những cái nhánh mà dằn kẽm vô rồi nó sẽ bị đứng hoặc nó chạy chậm lắm. Nó chạy yếu lắm, không có chạy nhanh mạnh đâu. Hôm bữa em xuống Bình Lợi là anh Phương anh nói giống như những cái cây, những cái cơ mà nó ra đợt cuối cùng là cái lá nó nhỏ lại ha anh? Hay sao?
cũng tùy mình đi phân nữa, lớn nhỏ gì cho mình, cho mình nó tùy mình đi phân. Nạp nhiều thì ra lá bự, còn nạp yếu quá thì đi lá nhỏ. À, với cái cơi của nó là nó cũng ra hoài chứ nó không có giới hạn hả? Mình đi phân á, giờ vô cái tháng nữa, vô cái tháng thời tiết nữa, thời tiết nắng quá thì nó sẽ đi chậm lại nữa. Tại giờ tháng này nó còn mưa nè, còn mưa thì nó đi cái cơi đọt nó mạnh. Tháng nắng thì nó hốc cây, nó khằn lá xuống rồi bắt đầu nó chậm phát triển lại. Vậy ngoài cái cách là mình chọn cái nhánh mà nút nhỏ mình chặn thì nút nó to, thì nó đều lại với mấy cái nút to khác hả? Ở ngoài mình có đúng cách rồi, đúng mình rồi, làm. Đúng rồi, đúng rồi. Về cái nguyên lý thì ở đây cái vườn mình thì mình làm. Ví dụ nhánh nào còn nút còn nhỏ thì mình chặn à. Là cái cách đó là để cho cái cây nút nó đều hơn phải không? Nút đều thì khi nào mà cái nhánh tự động nó đứng thì nút nó lên đều hết à. Còn bây giờ nó còn chạy đọt thì có nhánh nào mà nó còn chạy á thì nó sẽ không lên, nhưng mà nhánh nào nó đứng thì sẽ nút nó sẽ bự. Vậy thằng lên sớm thằng lên trễ mai mốt nó không đồng đều không? Không, nói chung cũng giờ cuối thì nó cũng phải lên đều hết à. Ép cái cây nó phải lên hết à. Giờ cuối dù mấy tháng cuối năm là bắt đầu nắng lên nhiều rồi, cây nó hết đi đọt nữa rồi, hoặc cái thời điểm đó là vô tháng sau là bắt đầu ngắt hết rồi, không cho chạy nữa. Vô tháng sau nó giờ nó có chạy đọt cũng ngắt luôn, ngắt bỏ hết, không cho chạy đọt nữa. Mấy tháng mưa này nước anh tưới sao anh? Nói chung mưa nắng gì cũng như nhau à, thì mình canh chậu khô mình tưới thôi chứ. À, vẫn canh chậu tưới bình thường chứ không ấy, không canh chậu chứ không có nắng mưa gì cũng vậy. À, mưa thì mình đỡ tưới hơn, nếu vậy là mưa đỡ tưới hơn đúng không? Đúng rồi, mùa mưa thì đỡ tưới hơn, nhưng mà canh cũng phải canh à, nhiều khi yếu không đều, nước không đều gây cũng phải, mình phải kiểm tra mình chăm thêm. Rồi cái vậy cái cách làm nút siêu bông Sài Gòn với Thủ Đức ở vườn anh là có làm cái gì khác không, hay là nó hai thằng làm giống nhau luôn với thằng dẻo gai nữa kìa? Nói chung đi phân nó khác thôi à, chứ còn cách làm thì nó cũng gần như nhau thôi. À, chỉ có đi phân là khác thôi. Thằng đi sớm thằng đi trễ thôi chứ cũng y chang nhau à. Đi phân mà tức là thằng sớm thằng trễ chứ không có là có anh có đi phân cái loại khác không? Không. Hay là cũng cùng một cũng loại. Cũng vậy à. Cũng đi con lớn thứ gì thôi, nhưng mà thay vì ví dụ thằng dẻo đá gai thì vô tháng 7 là đi cái cửa phân 15 năm 20-25 luôn rồi. À, tức là khác cái thời gian thời điểm khác thôi. Thời điểm thôi à, cũng đi cái loại phân y như nhau vậy thôi, khác thời điểm thôi. Khác thời điểm tại kiểu như là thằng dẻo gai thì nó đi đọt chậm thì mình cho nó đi đọt lẹ hơn phải không? Không, cái hột nút nó bự á, thì cái thời gian nó nha lâu dài cái hột nút hơn thì mình phải làm sớm hơn. À. Rồi Thủ Đức thì cái thời gian nó cần cái hột nút già hơn cái thằng siêu bông thì mình đi sớm hơn siêu bông xíu vậy đó. Đó là theo thứ tự luôn rồi đúng không? Ừ. Bằng dẻo gai là sớm nhất. Dẻo gai thì làm sớm nhất. Vô tháng 7 rồi, đầu tháng 7 là đẩy phân rồi. Đẩy phân để cho nó đi từ từ nó hằn xuống á. Còn tháng 8, còn Thủ Đức. Thủ Đức. Đầu tháng 8, siêu bông thì giữa tháng 8 vậy thôi. Kéo dài có khi giữa tháng 9 cũng được, tùy theo mình, tùy theo cái thời tiết nữa. À. Rồi lỡ một số cây mà bây giờ nút nó quá nhỏ, có khi nào có gặp trường hợp mà bây giờ thời điểm hiện tại mà nút nó quá nhỏ không ta? Có chứ, bây giờ thực tới đây cũng có nhiều cây nút sẽ nhỏ, tùy theo giống nữa thì nút nhỏ thì siêu bông nè, siêu bông nè, có khi nào nút quá nhỏ không ta? Anh chị trên kênh mình xem tới đây rồi, ở nhà có ai mà bị nút quá nhỏ không? Cái này em thấy cũng không, nó thật thế ra nếu mà ở nhà mà mấy cái bạn mà chơi một hai cây lẻ lẻ thường thường nút sẽ lên sớm lắm. À. Hầu như sẽ lên sớm chứ không có lên trễ được, tại vì cái lên trễ này là do mình điều khiển, mình canh mình điều khiển cho nó kéo dài cái thời gian trên đi đọt ra chứ bình thường mà cứ tưới phân bình thường là tới thời điểm này là bắt buộc là nó phải to đúng không? Đúng rồi thì tất cả các giống thực tế ra nếu mà vườn ví dụ tùy theo giống nữa nha, cái vườn chăm chuyên nghiệp nhiều khi Thủ Đức bây giờ cái giống là cái hột nút nó bự hết rồi. À. Còn dẻo gai cũng vậy luôn, nhưng mà siêu bông nhiều khi nó còn lại nhỏ. Nhưng mà cái nào cũng có cái ưu nhược điểm hết nè. Cái hột nút mà lớn thì mình kiềm được thì cuối năm nó nở, chất lượng bông nó nở đạt ghê lắm. Còn mà nút nó non quá thì chất lượng bông nó nở không có đạt bằng. Có cách nào mà để mình kìm cái nút lớn không anh?
Nói chung cái đó phải cao thủ rồi. Thầy đó ta cao thủ nè, đang hỏi cao thủ này gì. Không, mình ở đây là mình còn yếu lắm, mình cái dù vậy mà yếu cái gì. Mình còn yếu lắm, mình không dám nói. Nhiều khi ở đây thì theo kinh nghiệm thôi, xử lý nó trong tưới nước thôi. Nhưng mà nhiều khi tưới quá thì cái cây nó cũng bị ảnh hưởng thôi. Mình canh mình tưới xả vậy thôi, chứ thực tế ra cũng nhiều khi cái lượng nước mưa nó nhiều quá đi cũng không thể giảm được. Với lại cái nhiệt độ nữa. À, nhiệt độ nó hạ xuống thì trời nó mát, cây bắt buộc không phải đẩy nhựa lên nó đi đọt à. Mà nút mà nó bự quá rồi thì nó đẩy nhựa lên thì nó nở thôi, nó không chạy đọt thì nó phải nở thôi. Còn bây giờ nếu mà nó nút bự là đa số nó là cái chỗ đó là sẽ đứng đọt lại á. Đứng, nút bự là sẽ đứng. Nè ví dụ này đi, ở nhánh này nó đứng nè. Đó, phải không anh? Nhánh này là nó còn xì nè, quay đầu nè. À. Đó. Còn xì đó, còn cái nhánh nào mà nó đứng thẳng luôn á, không phải cây khác, cây này đang xì à, đứng thẳng luôn á, mấy cây khác cây đó đang xì rồi, tại cây này nút còn non, mà những kiếm những cái nhánh mà nó đứng thẳng luôn á, quay thử cho anh chị đây xem. đây nè cây này, cái nhánh này đứng thẳng nè, đứng thẳng là hộp nút nó già nè, à, chỗ đó trước là anh chặn đó, đó. Gầm vào hộp nút ngay đó là già. Đó, nhiều khi anh chặn cái nó không xì được cái là bắt đầu nó dồn nút lên. À, nút là anh chị thấy nút nó bự nè. Đó là nhánh nào mà chặn nó không chạy đọt được là phải bự à. Giờ nhánh này làm sao mình cho nó dạ hãm nó lại là. Ừ thôi, mày hả? Thua. Mày nghiên cứu cái này. Thua. Không có cách. Không cách luôn hả? Không có cách hãm. Nói chung là ở này nó cái... nó muốn đẻ mà không cho nó đẻ. Nó muốn đẻ nó đẻ, còn nó không đẻ thôi kệ nó. Không tới tuổi. Tới tuổi ép nó lại luôn. Nhánh này còn chạy đọt nè, cái cơ đó là nhánh này còn đi đọt được nên nó không có bự nè. À. Đó anh chị đang xem kênh mình có cách nào không, mình cho cái ý kiến góp ý thử anh chị, có ai có tuyệt chiêu nhánh đang dày là nút đang bự mà nhánh đang đứng như vậy là mình hãm nó lại được không anh chị? Nó đây thì có vậy à. Nói chung thực tế ví dụ có một nhánh thì có nhánh nè, nó không có ảnh hưởng nhiều. À, hai nhánh nè. Nhánh này cái đầu nó vẫn còn non. À, ngồi đây là cái đầu nó vẫn còn non nè, từ từ mấy cái này nó phù lên thành nút luôn nè. À. Đó. Một cây thì nó sẽ cũng sẽ có vài ba nhánh. Vài nhánh, nhánh nào bị đứng là nó dồn nút đó nè. Như nhánh này nữa nè, nhánh này cũng đang dồn lên nè. Những cái hộp nút này mà nó chịu đựng được qua khỏi cái mùa mưa á là mai mốt nó nở cái bông đi ghê lắm. À, hết tháng 10 không? Nói chung là nó cầm cự được cuối năm á, giờ mà nó cầm cự được tới cuối năm luôn mà nó còn cái hộp nút đó là nó nở cái chùm nó ít nhất phải mười mấy bông. À vậy là cái nút mà mười mấy cái nụ mà mười mấy bông là do cái nút này hả? Đúng rồi, đây là những cái hộp nút này là nó khả năng nó lên cái bông chùm cao lắm nè, tại vì bao nhiêu dinh dưỡng là nó dồn ra đậu hết. Nhưng mà những cái nút này là thường nó dễ bị nở sớm. Nhưng mà nó giữ được tới cuối năm là cái hộp nút đó nó nở là đi bông chùm hay là phải 13, 14 chân lít. Vậy tính ra là cái cây mai quan trọng nhất là đang trong cái giai đoạn này á ha, không? Thì chăm nguyên năm chứ nhiều khi tới giai đoạn này mà giữ nó trông chăm gì chăm, chứ mà cái cây sung tốt thì không nói, nhưng mà cuối năm mà giữ không được bông là cũng thua. Cái quan trọng nhất là phải giữ được cái dàn nút của mình. Chị thời điểm này là thời điểm mà kết quả trong năm á, nó kết quả trong năm chăm tới thời điểm đúng này. Rồi thì công sức nguyên cả năm là phải giữ được cái dàn nút đậu cho tới cuối năm luôn. Bởi vậy là anh mới đầu tư nguyên cái vàng này nè. Ghê không? Này cái vàng này hết mấy trăm triệu hả anh? Không nhiều đâu. Hồi đó làm thì cũng còn rẻ. Hồi đó làm chắc khoảng trăm. Bây giờ chắc hơn à. Bây giờ chắc hơn. Tùy theo cái vật liệu mình làm nữa, mình chọn cái vật liệu nào nữa. Ví dụ thì tùy theo sắt, thì sắt mình đi sắt dày, sắt mỏng vậy đó. À tùy theo vật liệu nữa. Đó, vừa rồi thì em mới tìm hiểu cho anh chị cái cách làm nút ở Vườn Mai Hưng Thịnh. Có gì khác so với một số cái vườn khác không anh chị? Tìm hiểu mình tham khảo mình rút ra cái kinh nghiệm cho cái bản thân ở vườn mình nha. Nay còn cây cuối này em quay cho anh chị xem, cái cây này cũng đẹp lắm nè. Nó coi nút nó sao bên này.
cây đó cây mai dinh á. Cây mai dinh à, hẳn coi cây mai dinh ảnh chăm sao cây mai dinh nè anh chị. Đó, nguyên một củ bự. Cây mai dinh ảnh chăm sao. Lá mai dinh anh chị thấy khác không? Mai dinh nó khó chăm hơn mai ghép không anh? Dễ hơn, sức sống nó mạnh hơn, nhưng mà làm bông thì nó hơi khó hơn xíu. Nó khó ở điểm nào anh? Mình đi phân à, nói chung mình đi dặn cái ly, tại vì thường thường cây dinh nó sẽ sung hơn, nó sung hơn những cái cây ghép á, sức sống nó mạnh hơn á, thì nó khó làm nụ kim hơn, rồi cuối năm thì nó lâu xuống lá hơn vậy đó. Tức là nó đi à, đọt này nọ là nó đi đọt mạnh hơn, mạnh hơn thằng mai ghép đúng không? Đúng rồi, nó đi đọt mạnh thì nó, cái nút nó sẽ khó đạt phải không? Đúng rồi, khó làm nụ kim hơn. Đó là cái lý do mai dinh nó khó là vậy đó anh chị. Nhưng mà khó mình làm được mới hay. Tùy theo cái giống nữa, như là cái giống cái nết cây nữa chứ. Nhiều khi cây zin nhưng mà cái nết nó, cái lượng bông nó sai bông, nó nhiều nụ kim rồi á thì vẫn dễ làm. Cây zin này hôm bữa anh kêu 1 tỷ phải không? Có 200 thôi. 200 là anh vậy. Đâu ra 1 tỷ chứ vậy. Bự lắm á. Nè ôm thử nè, đó. Đó. Vô. Chụp vậy không? Khoan. Nghe điện thoại đây, cái cho em tấm hình đây cái. Nghe nè. Đây anh chị. Cây này cái hoành ngay chỗ xíu đó. Xíu nữa em gọi. Đây một cái hết một ôm rồi. Đấy ôm cái cho tấm hình cái ban. Đây, đó. Ở đừng che góc dưới. Đó. Để thấy cái tay bên kia qua anh xíu nữa. Đó, nguyên cái ôm anh chị ha. Rồi. Đây một tấm hình luôn. Kịch. Ok. Nốt cây mai dinh này thấy cũng có vẻ cũng ok lắm anh chị. Nốt nhỏ nè. Nó chậm lên hơn. Chậm lên vậy mới an toàn phải không anh? Nó nhưng mà nó lên lẹ lắm. Tới thời điểm mà nó lên tốc hành luôn á. Mai dinh nó chậm lên nhưng mà nó lên rất là nhanh. À. Cái cây đó là cũng quản luôn đó anh chị. Mai dinh thì rất nhiều mà anh chị mà lớn tuổi là cũng thích cây mai chơi mai dinh ha. À, đồ dinh là lúc nào cũng thích á. À, bữa nay cũng có đồ độc nữa nè anh chị. Mai dinh mà độc nữa nè. Không phải, cái này ghép nha, cây dinh là bên kia. Cây dinh đó, cây dinh rồi. Cây này à. Sao anh? Cây dinh là có một cây này à, có một cây thôi. Cái này đi tham gia tao đàn được luôn nè anh. Còn hơi chi nó còn hơi yếu. Cây này chi nó phải to hơn xíu nữa. Nuôi cái chi nó to hơn xíu nữa thì mới đi được. Vậy năm sau cho cây này đi tao đàn đi. Không. Cây này phải nuôi 10 năm nữa. Gì lâu dữ vậy? 10 năm nữa nó mới lên giá trị khủng được. 10 năm rồi, nay 10 năm sau nhìn nó lọc mà sao trẻ được bằng bây giờ. À, biết đâu đợi lâu dữ vậy. Tại vì nó chưa có liền mặt cắt, nó phải liền cái mặt cắt á. À, tai chi nó liền mặt cắt mình chỉnh mình mà thấy vậy là thấy khủng hoảng rồi anh chị ơi. Thôi tới đây em cũng chắc tạm ngưng cái clip lọc ha. Rồi anh chị mình xem kênh có thắc mắc gì về cái cách làm nụ ở trong cái thời điểm này ha, hôm nay 27 tháng 8 âm lịch, thì mình comment ở dưới em sẽ gửi thắc mắc của anh chị tới các vườn mình giải đáp nha. Cảm ơn, chào anh Lộc nha. Rồi, chào tất cả mọi người, chào Hồng nha.